Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì em có một chiếc xe hơi hạng sang, với cái tầm giá bây giờ của chiếc xe này nó chỉ khoảng hơn 900 triệu thôi. Các bác đã có thể sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz E. Với dòng E thì nó là dòng tiệm cận S rồi. Đấy. Dưới E thì nó có phiên bản C, C-Class. Với bản E thì nó sẽ có E200, và những cái phiên bản cao cấp nhất của dòng E thì nó sẽ có E300. Với bản em giới thiệu anh chị và các bạn, đây là phiên bản E200, sản xuất là năm 2017, lăn bánh với quãng đường khoảng 80.000 km, sử dụng động cơ i4 2.0 cho cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là tuyệt vời. Với hộp số tự động của chiếc xe sử dụng là hộp số tự động 9 cấp 9 Zetronic, hệ dẫn động cầu sau giúp cho chiếc xe vận hành rất là tuyệt vời. Ở phần đầu xe, các chi tiết bóng đèn chiếu sáng dạng LED, chiếu sáng thông minh cùng với những cái phần hệ thống mâm thì trang bị mâm đa chấu hợp kim. Một dàn lốp của chiếc xe này thì cũng vẫn còn rất là dày dặn. Lốp xe thì trang bị là lốp chống xịt, lốp run fast, và những cái chi tiết đường gân góc cạnh của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại, kiểm tra, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Và ở chiếc xe này thì em sẽ quay chậm về ngoại thất của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham quan một vòng. Khi anh chị và các bạn xem mà cần thông tin, thông số của chiếc xe, mình có thể truy cập ngay tại web otoxehoi.com để xem thông tin cụ thể, chi tiết về toàn bộ về chiếc xe anh chị nhé. Với cái không gian chứa đồ của chiếc xe này thì nó cũng khá là rộng rãi. Đấy, những cái chi tiết đường nét về bậc cốp hay là những cái phần hệ thống keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đều giữ được độ nguyên bản cao. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện rồi anh chị ạ. Đấy, tiện ích bóng đèn hậu của chiếc xe với những cái chi tiết được tạo với dạng LED rất là tỉ mỉ. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe ngoài đô thị nó chỉ khoảng hơn 6 lít thôi. Còn đường trong phố thì khoảng hơn 10 lít gì đấy. Đây là những cái phần như là các chi tiết như là hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế da màu nâu, nó giúp cho chiếc xe nhìn nó sạch hơn và trông nó sang hơn. Không gian ngồi thoải mái cho ba người ngồi, có bệ tì tay tích hợp chỗ ly để cốc và cửa gió điều hòa trung tâm. Hai bên cánh cửa thì nó tích hợp những phần như ốp gỗ bọc da, hệ thống loa. Đấy. Không gian ngồi thoải mái. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì đầu tiên ta sẽ nhìn tới vào phần vô lăng với các phím bấm chức lăng hay là những cái chi tiết táp ly bọc da ốp gỗ với chất liệu cao cấp, cùng với hệ thống màn hình được trang bị màn hình dài. Đấy, rồi là những cái phần phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua hay là lẫy chuyển số thể thao, cần số sau vô lăng, các chế phanh tay điện tử, rồi là hệ thống touchpad, các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng sử dụng và thao tác. Với chất lượng má ghế của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang máy của chiếc xe anh chị nhé. Với khối động cơ, chiếc xe sử dụng động cơ i4 2.0 lít và dẫn động cầu sau hai cầu. À xin lỗi chị bạn, là một dẫn động cầu sau thôi. Xe thì sử dụng là hộp số tự động là 9 cấp 9 Zetronic cho cái khả năng vận hành của chiếc xe rất là mượt mà. Và em cũng xin cập nhật lại thông tin về giá bán của chiếc xe cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về chiếc Mercedes-Benz E200 sản xuất năm 2017. Với mức giá hiện tại đang chào là 990 triệu, giá thì vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Các bác cần thông tin cụ thể, chi tiết rõ ràng hơn về chiếc xe Mercedes-Benz E200 2017 này thì hãy kết bạn Zalo để em có thể cung cấp thông tin cũng như là tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thể chọn lựa một chiếc xe hơi hạng sang với cái mức giá nó tốt nhất. Và trong video thì có những cái sai sót nhỏ thì mong anh chị và các bạn có thể thông cảm bỏ qua giúp. Xin cảm ơn.